Đàm Tùng Vận, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khoe sắc với váy xẻ tà, vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh. Mỗi lần sải bước trên thảm đỏ lại là một cuộc so kẻ cực gắt của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đỉnh đám. Ai cũng muốn mình là tâm điểm của ống kính truyền thông chiếm trọn spotlight. Trong đó những bộ lễ phục sang chảnh khoe được lợi thế hình thể như váy xẻ tà chắc chắn là vũ khí quan trọng khiến các sao nữ giành chiến thắng trong cuộc đọ sắc này. Hãy cùng chúng tôi điểm lại dàn mỹ nhân si biết diện váy xẻ tà và đưa họ lên bàn cân nhan sắc nhé. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận. Với vóc người nhỏ nhắn như cần che chở, gương mặt bầu bĩnh và dễ thương, Đàm Tùng Vận nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu nữ thần thanh xuân. Khoác lên mình bộ lễ phục xẻ tà, mỹ nhân cầm tâm tượng ngọc khiến người hâm mộ xao xuyến không thôi. Angelina Baby. Mang danh mỹ nhân bất bại trên thảm đỏ, Angelina Baby chẳng ngại khoác lên mình bất cứ trang phục gì, váy xẻ tà cũng không ngoại lệ. Thử sức với kiểu thiết kế đặc biệt này, nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng lại càng thêm cuốn hút khi khoe đôi chân dài thẳng tắp, tỷ lệ cân đối khiến hội chị em nhìn thôi cũng phải phát thèm. Đường Yên. Trưởng môn phái toàn chân của showbiz Hoa Ngữ cũng góp mặt trên đường đua này, đó là Đường Yên. Sở hữu đôi chân hoàn hảo đến siêu thực, thậm chí nhiều lần còn bị nghi ngờ dùng phần mềm chỉnh sửa, mỹ nhân cẩm tú vị ương gây mê khán giả mỗi khi xuất hiện trong thiết kế xẻ tà. Cuốn hút thế này cô luôn khiến cộng đồng mạng phải thốt lên rằng La Tấn đúng là số đỏ khi cưới được người vệ xinh đẹp như vậy. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì hiện nay. Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh là điều không ai có thể phủ nhận được. Tham dự biết bao sự kiện lớn, mỹ nhân giờ kiểu chuyện cũng không ít lần thử sức với kiểu lễ phục xẻ tà. Nếu trước đây Triệu Lệ Dĩnh từng bị chê thiếu khí chất, nhiều fan trong thiết kế thì sau khi quay lại showbiz hậu sinh con, cả nhan sắc và thần thái của cô đều được nâng tầm đáng kể. Nhìn vào hình ảnh nữ hoàng rating khoe chân thon dáng chuẩn trong những bộ ảnh gần đây, đến những khán giả khó tính nhất cũng chẳng nỡ buông lời chê bai. Quan Hiểu Đồng. Mỹ nhân 9X Quan Hiểu Đồng được coi là ứng cử viên sáng giá xoán ngôi Dương Mịch, Đường Yên trong những top sao nữ chân đẹp của showbiz Hoa Ngữ. Với đôi chân thon gọn, tỷ lệ chuẩn không cần chỉnh, nữ diễn viên tôi chính là cô nương như thế khiến khán giả chẳng tiếc lời ca ngợi. Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, nàng khuê nữ quốc dân đang chuyển sang hướng phong cách dự cảm, ngày càng được đánh giá cao về nhan sắc cũng như gu thời trang của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!